kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay, tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B. Quý vị và bạn nhé, đó chính là chiếc xe Honda City. Chiếc xe Honda City này được sản xuất năm 2016 và chiếc xe này đã lăn bánh là hơn 8 vạn km rồi quý bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và còn tất cả còn nguyên bản, không những nó còn nguyên bản và còn rất mới, rất là đẹp các bạn nhé. Cái dàn lốp này, chủ xe vừa mới thay xong một cái dàn lốp Bridgestone mới tinh luôn, vừa mới thay xong các bạn ạ. Cho nên là quý vị các bạn nào mà sở hữu chiếc xe Honda City này về thì chỉ việc có đổ xăng vào và chạy thôi ạ, không phải làm thêm một cái gì nữa các bạn nhé. Sang tên xong là được chạy luôn các bạn nhé, sang tên chính chủ của mình và được chạy luôn một chiếc xe này luôn đấy ạ. Và nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị các bạn có thể liên hệ theo hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 389 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi quý vị và các bạn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda City 2016 chạy hơn 8 vạn km này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda City 2016 số tự động này quý vị các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần nước sơn, thân vỏ bên ngoài của chiếc xe này các bạn nhé. Chiếc xe này màu đen cho nên là nếu như để ra ngoài trời nắng như hôm nay thì trời nắng rất là to quý vị bạn ạ, cho nên là quý vị các bạn sẽ thấy được là nếu như chiếc xe bị đâm đụng hay là va chạm gì cả thì những chiếc sơn lại, những cái vết sơn lại hoặc những chiếc chỗ làm lại, những cái vết làm lại thì khó có thể giấu được dưới ánh nắng mặt trời rất lớn như thế này các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp quý bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Với những cái vết sơn nhỏ do xước sát thì sơn lại thì nhìn thì nó sẽ nền nó vẫn còn phẳng như này. Còn nếu như bị đâm đụng thì là nền nó sẽ khác các bạn ạ. Đấy, rất đẹp luôn. Nền bên lái này, nền bên phụ đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Và nhìn về cái phần đầu thì các bạn thấy đây ạ. Phần đầu đây là cái cụm đèn pha này, cụm đèn pha này, mặt ca lăng này. Đấy, cụm đèn pha đều rất đẹp các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là nó còn đẹp như này đây. Phía bên dưới là cái cụm đèn gầm, cũng chưa có bị đâm đụng gì nhá. Rất đẹp này. Toàn bộ cái cụm đèn gầm, đèn pha, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt ở cái đằng trước này đều rất là mới quý vị các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng đâu. Quý vị và các bạn đi mua xe cũ thì xem kỹ về cái phần đầu, nếu như bị đâm đụng hay không là biết ngay các bạn nhé. Và gương chiếu hậu đã là gương gập điện rồi, tích hợp xi nhan trên gương các bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này, bấm tay cả cánh bên lái, cánh bên phụ các bạn nhé. Nhìn về cái ba đời sốc sau đấy, nhìn về phía sau này thì các bạn thấy được là cái cụm đèn hậu này cũng còn rất mới, chưa có bị xước sát gì cả này, chưa có bị nứt vỡ, còn rất đẹp luôn các bạn nhé. Logo nẹp chrome đều rất sáng. Đấy, cụm đèn hậu này đều đẹp luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, còn rất đẹp này. Phía bên dưới thì xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi rồi này, cảm biến lùi này, camera lùi này, đầy đủ hết cả rồi quý vị các bạn ạ. Và đặc biệt là chủ xe rất là cẩn thận, nhìn cái tem Luma này thì cũng đã biết được là chủ xe rất là cẩn thận dán phim cách nhiệt là Luma, Luma xịn này nhé, USA nhé. Chứ còn những chiếc xe mà dán phim 3M thì là nó rẻ tiền thôi. Phim Luma này xịn đấy, rất đẹp này. Camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ hết cả rồi. Và đặc biệt là chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe vừa mới làm lên, vừa mới thay một cái bộ lốp Bridgestone rất mới này, lốp mới tinh đây, đến 2022 vừa mới thay luôn quý bạn nhé. Vừa mới thay nhưng mà cái lốp này sản xuất cuối năm 2022 đấy ạ.
Đấy, cả một dàn lốp luôn. Đều đế 22 mới tinh các bạn nhé. Là ràng đúc chưa có xước sát gì cả này. Đấy, cả dàn lốp đều đế 22 luôn các bạn nhé. Đấy, còn rất dày, rất đẹp luôn đấy ạ. Đế 22 cả dàn vừa mới thay còn rất dày. La răng thì chưa có bị xước sát gì cả các bạn ạ. Đấy, nhìn về cái phần bên ngoài thì các bạn thấy được là rất mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Phải nói là một chiếc xe này quá ok luôn cho một chiếc xe chưa đến 400 triệu thì các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe Honda City này rồi. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option keo chỉ bên trong của chiếc xe. Đây là cái cánh cửa bên lái này. Toàn bộ từ keo chỉ của cánh cửa bên lái này là còn nguyên bản này. Chưa có mất một phân keo chỉ nào các bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên bản đấy. Táp bi cánh cửa này cũng còn rất là mới. Và đặc biệt là chiếc xe này thì nguyên bản nó là ghế nỉ thôi các bạn nhé. Nhưng chủ xe đã độ thêm lên là ghế da. Và ghế da này chủ xe đề co cũng rất là đẹp luôn. Ghế da cũng màu đen theo nguyên bản nội thất màu đen của xe. Và kết hợp với những cái chỉ đỏ này và hình quả trám này, rất đẹp, rất là nổi các bạn ạ. Tạo cho chiếc xe nhìn nó sang hẳn lên. Đấy, cụm điều chỉnh lên xuống kính này. Vô lăng rất đẹp luôn. Trải sàn da đầy đủ cả rồi các bạn nhé. Đấy, đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2016 này. Đấy, 2016 và sản xuất tại Việt Nam. Đấy, keo chỉ này, ốc này còn nguyên và còn rất đẹp như này đây này. Phải nói là rất mới luôn các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem này. Keo chỉ này còn nguyên hết này. Đấy, keo chỉ tắp đi cánh cửa này, rất mới luôn. Hàng ghế phía sau, đây là bẩn đây các bạn nhé, lau đi cái là sạch này. Rất mới luôn này này. Hàng ghế phía sau này cũng ít người ngồi cho nên là còn rất mới này. Và đặc biệt ở những chiếc xe hạng B thì của Honda này mới được trang bị cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau đây ạ. Đấy, đằng sau rất là rộng. Cùng phân khúc nhưng một số hãng khác là không có cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này đâu. Honda City này thì đã được trang bị rồi quý bạn nhé. Và bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option bên trong nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa đây này. Đấy, tôi sẽ bật điện lên cho quý bạn cùng xem này. Bật điện thôi nha, chưa nổ máy đâu ạ. Đấy, đồng hồ công tơ mét 8.2 vạn. Đấy, 8.2 vạn. Màn hình Android có rồi. Camera lùi có hết ở trên cái màn hình này rồi. Đấy, quý bạn nhé, màn hình Android đang khởi động này. Camera hành trình này. Đấy, xe đã đủ hết luôn các bạn này. Camera hành trình này. Đấy, màn hình Android này. Start top này. Vô lăng này. Cần số tay phanh đều rất là mới, rất là đẹp quý bạn ạ. Đấy, một chiếc xe 2016 nhá. Lăn bánh 8.2 vạn. Còn mới, còn đẹp như này. Mà giá loanh quanh chỉ 390 triệu đồng thôi quý vị các bạn ạ. Phải nói là mua xe lúc này rất là rẻ, rất là thuận tiện, rất là lợi thế cho người đi mua, cho người tiêu dùng quý vị bạn nhé. Giá thành lúc này đã là rẻ lắm rồi. Và bây giờ thì tôi lại xin phép quý bạn, tôi tắt cái điện đi. Tôi lại ra ngoài tôi giới thiệu những cái phần còn lại của chiếc xe cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Tôi sẽ cố gắng giới thiệu chi tiết nhất, rõ ràng nhất, đầy đủ nhất gửi đến quý vị và các bạn. Vì những khách hàng của tôi là phần lớn những khách hàng xem YouTube này là khách hàng ở xa, không có thể qua xem trực tiếp được ngay. Xem trên video thì tôi sẽ quay thật kỹ ạ. Còn những khách hàng nào mà ở Hà Nội thì tôi mời quý vị và bạn qua xem xe trực tiếp luôn, đi thử luôn nhé. Bây giờ tôi sẽ mở cái cốp sau này. Cốp sau thì dùng có thể mở trên chìa khóa này luôn này. Đấy, cốp sau đã được bấm vào trên chìa khóa này. Keo chỉ cốp sau, ốc cốp sau đây. Quý bạn xem kỹ cho tôi cái phần sau và phần đầu này. Ốc cốp sau còn nguyên này. Keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên hết luôn này. Đấy, cốp sau còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ nào đâu. Còn nguyên bản này và còn rất đẹp đây. Từ những cái phần nỉ này đều rất là mới nhé. Với những chiếc xe mà chạy dịch vụ nhiều ấy thì là người ta hay để đồ, để hành lý của khách. Thì là những cái phần nỉ này nó sẽ rất là kém. Còn chiếc xe này thì không chạy dịch vụ gì cả cho nên là nó còn đẹp như này đây các bạn này. Những cái phần nỉ này còn rất đẹp này. Đây là cái đồ nghề của tôi, đồ nghề đi quay của tôi này. Tôi bỏ ra, tôi quay cho quý bạn xem ở những cái phần sau này nhé. Đều rất là đẹp này. Đấy, lốp xưa cua này. Đấy, phần nỉ này còn rất đẹp này. Với những chiếc xe mà chạy dịch vụ nhiều thì không bao giờ còn đẹp được như này đâu. Đấy, tôi khẳng định với quý vị các bạn một điều như thế ạ. Chiếc xe không chạy dịch vụ thì nó mới được đẹp như này. Đấy, rất đẹp luôn đấy ạ.
Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cánh cửa phía sau bên phụ này. Đấy, từ keo chỉ này. Keo chỉ còn nguyên bản hết này. Đấy, tắp đi cánh cửa này. Cũng còn mới, còn nguyên bản luôn. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này. Còn nguyên hết, chưa có một con ốc nào bị tháo đâu quý bạn nhé. Toàn bộ về cái nội thất phía sau này đều rất là mới, rất là đẹp này. Đấy, quý bạn thấy không ạ? Rất đẹp, một chiếc xe 2016 lăn bánh 8,2 vạn. Rất đẹp luôn. Đấy, chúng tôi thì bây giờ chúng tôi mới hôm vừa rồi nó mưa, có dọn dẹp, anh em có dọn dẹp thì cũng không được kỹ lắm đây, cho nên là nó để lại những cái này là vết bẩn nhá. Bây giờ chỉ cần lau đi cái nó sạch luôn đấy ạ. Mới hôm vừa rồi trời nó mưa quá, trời Hà Nội vừa rồi là mưa suốt ạ. Hôm nay mới bắt đầu nắng từ hôm qua. Đấy, thì bây giờ tôi quay cho quý vị cùng xem nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái này. Cánh cửa phía trước bên lái cũng được bấm tay để mở cửa đây các bạn nhé. Bấm tay để mở cửa luôn, trên cánh cửa luôn này. Keo chỉ này. Keo chỉ còn nguyên này. Tắp bi cánh cửa này. Đấy, tắp bi cánh cửa cũng còn nguyên và còn rất đẹp này. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên hết luôn này, còn rất đẹp này. Từ tắp bi đến tắp lô đều rất đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy. Nội thất thì quá là mới rồi. Ốc bản lề cánh cửa đây, thưa với quý bạn, chưa có một con ốc nào bị tháo ra này. Và cái sàn này thì cũng đã được là trải sàn da rồi các bạn nhé. Trải sàn da này, lót sàn này, đầy đủ hết luôn các bạn ạ. Đấy, còn mới luôn các bạn nhé. 2016 với 8,2 vạn km, còn quá là mới luôn các bạn ạ. Nội thất thì rất là ok rồi và ngoại thất thì cũng rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Honda cũng đã trang bị cho chiếc City 2016 này là một cái khối động cơ xăng iVTEC. Đấy, động cơ này là 1.5 lít các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Ốc chân máy này còn nguyên luôn các bạn này. Ốc mặt máy này, tất cả còn nguyên hết luôn. Rất đẹp luôn. Chiếc xe này chúng tôi cũng đã dọn dẹp qua đi rồi các bạn này. Nhưng mà cơ bản là rất là đẹp, rất là mới đây các bạn nhé. Đấy, vì chiếc xe này mới lăn bánh có 8,2 vạn thôi, cho nên là cái động cơ này còn rất là đẹp. Động cơ của Honda với động cơ của Toyota nói riêng, hay là còn loại động cơ của những chiếc xe đến từ Nhật Bản nói chung thì rất là bền các bạn nhé. Có thể ví như cái nồi đồng cối đá rồi các bạn ạ. Với những chiếc xe chạy từ những năm 2000 mấy bây giờ nó cũng còn rất là đẹp cơ các bạn ạ. Chứ không phải nói là những năm 2016 mới lăn bánh có 8,2 vạn. Thì quý vị bạn có thể yên tâm luôn về chất lượng ạ, không phải lo. Đấy, rất đẹp, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì nhá, còn rất mới đây ạ. Động cơ thì còn nguyên này, và ốc cabo, ốc cabo thì cũng còn nguyên bản ạ, chưa có sơn, chưa có làm lại gì đâu này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên luôn này. Đấy, keo chỉ cabo còn nguyên hết luôn. Đấy, những cái tem này còn nguyên này, còn nguyên bản hết luôn và còn rất đẹp đây quý bạn nhá. Đấy, ốc cabo này. Đấy, còn nguyên này. Ốc tai này còn nguyên hết luôn quý bạn này. Phải nói là rất là đẹp đấy ạ. Không những rất đẹp mà nó còn mới như chiếc xe này đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Honda City 2016 này. Với cái chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 389 triệu đồng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City 2016 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi ở 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.